Tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đều đạt trên 80% dung tích, trong đó các hồ chứa lớn như Lòng Sông, Cài Dây và Tỷ Lệ dung tích hữu ích đạt trên 94%, theo thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Với lượng nước hiện có, đơn vị quản lý thủy lợi đang phục vụ cung cấp nước cho trên 31.400 hectare lúa vụ mùa và hơn 21.000 hectare thanh long. Nhận định thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Do vậy, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận tập trung vận hành, điều tiết hợp lý các hồ chứa nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân và mùa khô của năm 2022 sắp tới.